Em xin chào cả nhà nghe. Hòa xin chào Hòa Trọng Hải và anh chị em thân mến Hòa Chính Trang mà YouTuber Cậu Minh Tấn. Một buổi sáng Hòa tràn đầy Hòa hạnh phúc, Hòa bên gia đình, Hòa bên đại hăng và công việc Hòa luôn luôn Hòa thành công mà Hòa gửi đến cho những mà anh chị em mình một ngày Hòa thành công trong công việc và mình nó phát triển hơn. Và hôm nay thì em cũng có mà đôi lời này thì em cũng tâm sự về bên mà thiền âm bên bờ và vũ trụ, và em cũng và chia sẻ về tâm trạng và trạng thái của em gửi đến cho thiền âm bên bờ và vũ trụ luôn, và những bà bạn bè xung quanh và những mấy người mà khác nữa. Nhưng mà bây giờ thì anh chị em mình thì cũng đã có nghe thì cũng câu nói thì ra cũng rất là nhiều đúng không? Mình làm đúng, việc đúng là mình không bao giờ là mình sợ. Bởi vì người ta có câu nói như thế này: cây ngay không sợ là nó chết đứng, đúng không mà mấy anh chị em? Với mà có một câu nói thì nó cũng nói như thế này: thanh giả tự thanh, nhân giả tự nhân. Con người làm đúng, việc đúng, mình không bao giờ mình sợ những cái gì hết đó. Người có lương tâm, người có lương thiện, người có đạo đức, người ta chi xét, người ta nhìn nhận đâu là đúng và đâu là sai. Và những người đó người ta làm việc đúng, chuyện đúng thì á, mọi người xung quanh và những người khác người ta nhìn nhận vô, nhưng mà người ta để trong tâm, nhưng mà người ta không có nói với mình. Nhưng những người đó thật sự đó là mình kính trọng, là mình yêu quý họ, là mình cũng ủng hộ họ rất là nhiều đó. Thì trong thiền âm bên bờ và vũ trụ thì những ngày qua thì em cũng đã có thấy gần rất là nhiều, và em cũng có mà bày tỏ và tâm sự và chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình đừng có mà hiểu về mà một cái mà hướng nào đó mà mình đi nó quá sai, hay là mình nghe lời theo ai đó. Thì mình nhìn thấy rằng là họ làm như vậy là nó không có đúng cho mình. Trong thiện âm bên bờ và vũ trụ thì hiện bây giờ và những các sư thầy trong chổng, trong những người trong tỉnh Thất Bồng Lai á, bây giờ đã đổi lại là thành thiền âm bên bờ và vũ trụ. Những các sư cô trong chổng trong thiền âm bên bờ vũ trụ và những các sư thầy, thầy ông nội và rất là nhiều người ở trong chổng, và những rất là nhiều người mà người dân thì xung quanh thì cũng đồng lòng và chung tay và giúp sức và tạo cho một mà ngày mới vui vẻ, và cũng thấy được mà sự yêu thương rất là nhiều người. Và ở đây thì thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thì hai chư thầy này nói chung thì những ngày qua thì mà Nguyễn Tấn thì mà có thấy rằng thì mà những bạn bè khác luôn thì họ cũng đã thấy rằng rất là nhiều, không phải mà mình ơn nhưng mà Nguyễn Tấn, những mà bạn bè khác, những mà mấy anh chị em trong nước và ngoài nước họ đã nhìn nhận ra đâu là đúng và đâu là sai. Và những mà ngày qua thì trên cộng đồng mạng thì rất nhiều người thì họ đã đi khác quan điểm trong mà cái câu chuyện trong mà tỉnh Thất Bồng Lai này rất là nhiều. Thì những mà nhiều người thì họ là nói chung thì họ ganh ghét, họ ăn ghen tức ở, nói chung là họ đối kỵ trong mà năm chú tiểu và những các và sư thầy em chổng, thì những mấy người đó tại vì á họ làm những chuyện gì họ không đúng thì á anh chị em mình thì cũng đã biết rồi đúng không? Và những người và không thích năm chú tiểu á thì á Nguyễn Tấn thì cũng nói vậy: mấy anh chị em và những bạn bè nếu á có thương năm chú tiểu thì thương, nếu mà không thương năm chú tiểu thì mình đừng có mà đứng ra mình xúc phạm trong mà tỉnh Thất Bồng Lai. Cái hai mình đừng có mà moi móc chuyện năm chú tiểu ra và những các sư thầy trọng họ ra sao. Mấy anh chị làm như vậy là hoàn toàn nó sai trái, đi lại ngược lại là cái đạo đức con người của mình, cái lương tâm của mình, làm như vậy là sai trái. Đừng có vì mà một cái mà tôi nào đó mà lỗi lầm của mình mà gây ra những chuyện nào đó mà không có đúng,
hiện bây giờ cho mình lắm. Bây giờ Nguyễn Tấn thì cũng gửi đến mà mấy anh chị em, nhưng mà những người mà không có thích mà bên thiện bên bờ vũ trụ á. Bây giờ thì em cũng nói như thế này, hiện bây giờ thì trong thiện âm bên bờ và vũ trụ thì mọi chuyện thì nó cũng được gần gần mà nó sáng tỏ, nhưng mà năm chú tiểu này thì cũng đã nói gần thì ai cũng yêu thích, và năm chú tiểu này trong mà thi mà diễn mà hát thức trên hài thì cũng rất là nhiều người trong nước và ngoài nước đó, và ai cũng yêu quý và những và ủng hộ và quan tâm đến và năm chú tiểu này thì được các chư thầy, nói chung ra thì nói đi nói lại thì trong chổng thì thầy Hoàng Nguyên và thầy Nhất Nguyên và những các chư hạng chổng thì dạy cho năm chú tiểu này đâu là đúng và đâu là sai, và cái nào đúng và cái nào sai, và dạy cho mà pháp tâm, dạy cho mà năm chú mấy chú tiểu kia đóng mà một bộ phim cũng rất là hay, và lên diễn mà thi mà thách thức trên hài cũng rất là hay, và nó thật là chu đáo, nói chung là rất là nó tuyệt vời. Thì mấy anh chị em nào thì có thương năm chú tiểu hay là thương những mà mấy người trong tỉnh thất bồng lai á, những ngày qua họ đã bỏ ra công sức, họ bỏ ra thời gian rất là nhiều và không ngại gì nó khó khăn hay cũng đau như thế nào, đã cũng nuôi hai bé sơ sinh và chăm sóc cũng rất là tỉ mỉ và rất là chu đáo, và cho ăn cho mặc và uống cháo sữa và cho ăn cơm cũng được, và cũng cho ăn cháo và đút cháo cho ăn và chăm sóc rất là nhiều. Mà mấy anh chị em mình thì cũng đã thấy rằng trong tỉnh thất ở đây á, từ đó giờ thì cũng rất là nhiều nhiều người ghét, và họ cũng đứng lên họ quy chụp và họ là xuyên tạc và đưa những bằng chứng giả, thông tin giả thì là mà nó xáo động trên mà mạng xã hội rất là nhiều, gây sự và chú ý thì cũng cho những bạn mấy người khác á thì không thích họ, thì rất là nhiều người thì nó không có đúng cho mình đó. Bây giờ thì em cũng nói như thế này, mấy anh chị làm chuyện đúng việc đúng đi thì mọi người rất là quan tâm ủng hộ cho mấy anh chị, và mấy anh chị đừng có làm những chuyện gì và nó sai trái, mà làm một bước càng đi một bước nữa, càng đi nhiều bước thì mấy chị thì càng ngày thì nó càng sai. Những người nào á mà không có thích bên thiện âm bên bờ vũ trụ đứng lên mà chửi chửi người ta, em cũng nói như thế này, mấy anh chị đó đó hãy dừng lại và đừng vì mà nó bột và nó cái tôi quá thì nó không có đúng, phải dừng lại tại chỗ, đừng làm như vậy. Em cũng mong mấy anh chị rằng bỏ những chuyện gì và nó cái tôi, bỏ những chuyện gì làm không đúng, mình làm lại là đi nó từ đầu, làm lại từ đầu cho mình. Em thì cũng mong rằng thì những mấy người trong tỉnh Thất Bồng Lai họ sống được an nhàn và họ sống rất được là tốt đẹp, và cuộc đời dài mai sau cho mình. Và năm chú tiểu này cũng mong rằng năm chú tiểu này sau này thì cũng góp phần nào được cho mà xã hội, cho mà đất nước, và làm con người tốt việc tốt, rất là yêu quý và kính trọng, và năm chú tiểu này rất là hay. Trong mà đoạn video này thì em cũng có mà gửi đến mà một anh đó. Cái anh này thì tên thì này thì cũng mà Thế Văn Pháp, anh này qua thì chúng ở mà chỗ ở Cần Thơ, anh này mà quay anh này ở Cần Thơ này, anh này Thế Văn Pháp, em có đôi lời này thì em cũng gửi cho anh đó, mà Thế Văn Pháp luôn như sau. Anh Thế Văn Pháp, em cũng gửi anh như thế này, anh cũng là người bên đạo Phật, anh cũng nghe kinh giảng và bên mà triết lý đạo Phật cũng rất là nhiều đúng không, em thấy là cũng rất là nhiều lời của anh đó. Nhưng đôi lời này thì anh hãy bỏ
những chuyện gì của mình những ngày qua, và anh hãy bỏ những gì và làm cái tôi và không đúng đó. Anh thấy như pháp như nào mấy anh chị? Ảnh đứng lên á, ảnh á không hiểu mà nguyên do và những chuyện gì em không có biết nữa. Ảnh á cũng là người đạo Phật, nhưng á trong Tịnh Thất Bồng Lai á họ là tu tâm dưỡng tánh, họ tu tại nhà đó, họ tu tại nhà, nó họ nói xuất gia tại nhà thôi, tu tại nhà, nhưng mà cũng họ cũng là được tu tâm tại nhà đúng không? Anh thấy nhân pháp á, ảnh đứng ra ảnh mà xúc phạm và trong Tịnh Thất Bồng Lai rất là nhiều, và anh thấy nhân pháp này ảnh cũng có lòng và nó đố kỵ và khủng và nó quấy năm chú tiểu và đố kỵ với năm chú tiểu nữa rất là nhiều. Anh thấy như pháp mình nè, em mong cầu rằng anh là người cũng tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà anh còn là một chuyện và nó sai lầm cho anh thì rất là nhiều đó. Anh bỏ những, anh là người nào hiểu về đạo pháp đúng không, nhưng mà anh phải bỏ gì những và nó cái tôi và nó và buông bỏ là nó tất cả, buông bỏ và tất cả cho chảy đi về một dòng nước nào đó và buông bỏ nó, đừng quỳ và thấy mà nó tranh giành hay là nó ganh ganh tị hoài năm chú tiểu và những mà mấy người trong tỉnh đất hôm nay, và anh ở đây và anh đứng lên và anh quy chụp và anh chửi họ và anh mới móc họ và đưa lên clip thì rất là nhiều. Em cũng mong rằng anh làm những chuyện gì của anh cho đúng cho đời thì á mọi người và quan tâm anh và ủng hộ anh rất là nhiều. Nếu mà anh làm những chuyện và chuyện gì và không đúng á, anh mọi người thì người khác thì không có đồng tình với anh và họ rất là nói lên án anh. Tại vì năm chú tiểu này thì á không có mà đụng chạm gì đến anh mà thấy như pháp. Và cái thứ hai thì á Tịnh Thất Bồng Lai những các thầy á những người quá thì họ không bao giờ đụng chạm gì đến anh thấy pháp và họ không đụng chạm gì nó đến ai hết đó. Thì anh thì cũng mà đừng có làm như vậy họ, tại vì họ tu để già nhưng mà họ không bao giờ đụng chạm gì đến anh đừng có lên án và anh đừng có nói họ như mà như vậy nữa đó, là như vậy. Bởi vậy thì em cũng gửi đến mà trong đoạn clip này thì em cũng gửi cho anh mà thấy phương pháp và em cũng có mà bày tỏ và nó chia sẻ và về thiền âm bên bờ và vũ trụ cho mà những mấy anh chị em và cô bác và những bạn bè gần xa thì cũng hiểu như thế nào về trong thiền âm bên bờ vũ trụ và những các chị em dõng họ làm như thế nào, họ sống ra sao, họ làm những việc gì chuyện gì hay mấy anh chị em mình theo dõi và quan tâm và coi đúng hay sai và hay không, đừng có nghe về một tin nào đó một chiều hướng nào đó mà đi con đường mình nó sai lầm. Em cũng mong cầu mấy chị là vậy, có gì giúp ích cho xã hội, có gì nữa mình giúp ích được cho mà quê hương cho đất nước và rất là tốt và điều đó là nó tốt đẹp hơn đó. Bởi vậy thì cũng có một câu nói thì em cũng nói đến cho mà mấy anh chị em mình như thế này luôn: thanh giả tự thanh, nhân giả tự nhân, người đúng việc đúng, người ngay làm chuyện đúng không bao giờ sợ nó, cây ngay không sợ nó chết đứng đó mấy anh chị em. Thì câu nói giờ là như vậy, người có lương tâm, người có đạo đức, người có lương thiện thì họ làm giúp đời rất là nhiều đó. Em nói mấy anh chị là vậy thì á lương tâm mình là nó phải sáng đó. Thì trong đoạn mà video này thì mấy anh chị nào mà nếu mà thấy hay và hiểu về dòng nói tâm trạng của em và chia sẻ cho mà mấy anh chị em và hiểu được như thế nào thì em cũng mong cầu rằng thì mấy anh chị em mình thì nhớ và nó bấm nút mà nó đăng ký cho em và cái thứ hai và nó cho em lời mà nhận xét ở dưới à. Thì em cũng chân thành và em cũng cảm ơn mấy anh chị.
Và những ngày qua thì ông mà ủng hộ cho em, và những ngày qua những bạn bè của Tấn thì cũng ủng hộ cho Tấn, và cũng chân thành và cảm ơn những mấy anh chị và bạn bè của Tấn hơn rất là nhiều ạ. Thôi em chào tạm biệt anh chị nha. Mấy chị ơi đừng có mà tin theo một ai đó mà làm chuyện mình mà nó không đúng nha mấy anh chị em.